Trái thì hoàn toàn trống trơn, phía dưới thì chúng ta sẽ có một mic thoại, và để có thể lắp pin và thẻ sim thì các bạn sẽ ấn nhẹ vào đây, chúng ta có thể là lạy lên để chúng ta có thể là lắp sim pin và thẻ nhớ. Đây, một chiếc điện thoại 2019 mà chúng ta vẫn được trang bị cái tính năng là bóc lắp lưng. Ở đây thì chúng ta sẽ có khay sim, và đây là khay sim micro, một khay sim nano sim, một cái sim nhỏ ấy, và một cái sim trung bình, và một cái khay để các bạn có thể lắp thẻ nhớ để có thể mở rộng không gian lưu trữ. Và bộ nhớ trong của sản phẩm này cũng mặc định đã lên tới là 16GB rồi, nên là các bạn cũng đủ dùng để có thể lưu những cái ứng dụng cơ bản. Và pin thì sẽ lắp ở đây, mình sẽ lấy pin ra mình lắp vào. Thao tác lắp thì vô cùng đơn giản thôi. Đấy, các bạn đặt vào như thế, sau đó thì các bạn ốp lại lắp lưng vào. Và khi ốp lắp lưng vào thì cái cảm giác cầm điện thoại đã trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều, nó không còn quá là nhẹ như này. Và ở phía mặt trước này thì Sunny 4 cũng đã liệt kê ra những cái điểm mạnh của sản phẩm này, đó chính là bộ nhớ trong là 16GB này, chúng ta sẽ có chế độ Simple Mode rất dễ dàng sử dụng này, và chúng ta sẽ có camera trước, camera sau đều có độ phân giải là 5MP. Mình sẽ bóc ra, mình sẽ khởi động một chiếc điện thoại lên để có thể chia sẻ sâu hơn đến các bạn. Và đối tượng hướng đến của chiếc Sunny 4 này đó chính là những bạn cần một chiếc điện thoại cơ bản, thời lượng pin trâu, và đặc biệt là bạn có thể mua về cho phụ huynh dùng thì nó rất là cơ bản, dùng rất là dễ dàng. Trong lúc chiếc điện thoại này khởi động lên thì mình sẽ mô tả một chút về phần màn hình mặt trước của sản phẩm này. Thì
chúng ta sẽ có màn hình với kích thước là 5 inch, độ phân giải sẽ là FVGA, tức là 480x854 pixel. Chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM là 1GB, bộ nhớ trong của chúng ta sẽ là 16GB, có hỗ trợ thẻ nhớ lên tới là 32GB. Chúng ta sẽ hỗ trợ 2 SIM, bao gồm một micro SIM và một nano SIM. Sản phẩm này thì chạy sẵn Android Go và nó sẽ tối ưu cho chúng ta cái con chip này hơn với những cái tác vụ cơ bản. Về phần camera thì sản phẩm này của chúng ta sẽ được trang bị camera trước và camera sau đều có độ phân giải là 5MP. Nó chỉ là ở cái dạng đủ dùng thôi các bạn ạ, không thể so sánh với những chiếc điện thoại cao cấp đầu bảng được. Nhưng mà nếu như các bạn cần là để có thể là lấy dữ liệu hay là các bạn check in lại cái vị trí đấy thì các bạn cũng có thể là sử dụng camera này. Rồi, và chiếc điện thoại này đã active thành công rồi. Giao diện thì hoàn toàn đơn giản, thuần Google. Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản Android Go. Tính năng của Wiko xem nào, vào phần cài đặt này. Trang chủ đề xuất. Nói chung là chúng ta cũng không có quá nhiều sự tùy biến vì thực tế ra đây là một chiếc điện thoại có giá rất rẻ. Mình khẳng định lại là có giá rất rẻ. Thì trên đây là cũng bài mở hộp trên tay, cũng là đánh giá nhanh, chia sẻ đến các bạn ba cái màu sắc nổi bật nhất của Wiko Sunny 4. Thì mình thấy rằng cái thiết kế của Sunny 4 này có thiết kế rất là đẹp và rất nhiều màu sắc để người dùng chúng ta có thể lựa chọn. Mình thì đặc biệt thích màu gold này. Tiếp theo thì chúng ta có phiên bản blue màu xanh, hoặc là các bạn có thể lựa chọn phiên bản màu đen này, rất là lịch lãm. Vậy thì trong ba sản phẩm này các bạn thích màu sắc của sản phẩm nào nhất, cũng như là các bạn thấy sao về những cái điện thoại có những mức giá rẻ ở thời điểm 2019 này, thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.